Vâng, Chăn Đưa TVX xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Lâu lắm rồi Chăn Đưa TVX không lên sóng trên YouTube vì lý do là trong thời gian ở trên miền Bắc, Tây Bắc đây là đang mùa mưa. Năm nay lại mùa mưa lại đến sớm và kéo dài. Thì là hôm nay cũng hửng nắng ra thì Chăn Đưa TVX cũng tranh thủ lên sóng để không phụ lòng và mong mỏi các video của Chăn Đưa TVX của những khán giả chúng ta đã hâm mộ và ủng hộ đăng ký kênh. Thì Chăn Đưa cảm ơn trong thời gian qua và Chăn Đưa bây giờ hôm nay tiếp tục là làm một đoạn video ngắn, nhưng mà chủ đề thì cũng không có gì phong phú mà quanh đi xoay đi thì quẩn lại, thì là cũng cái chủ đề đầu tiên hiện tại bây giờ là cũng sẽ nói về một chút ở mùa mưa ở trên đây. Thì là đó, thì chúng ta nhìn thấy trước mắt và đằng sau phía xa là những cái vạch mực nước và mực nước của lòng hồ, thì nó nước không được trong xanh như mùa khô đó, thì nước nó đục, mà cũng do vậy là cũng ảnh hưởng đến sự đánh bắt thủy hải sản của bà con ở vùng nơi đây. Thế thì tuy nhiên thì mùa này lại đặc trưng có loại cá tên địa phương gọi là pa pòm ấy, và con như mà lát nữa chúng ta sẽ review ở xung quanh đây, xong là chúng ta có thể đến vùng đến chợ là sẽ tìm hiểu nhìn thực tế pa pòm mà cũng cái đặc sản đặc trưng của vùng nơi đây. Thì lát nữa chúng ta sẽ đến khu vực chợ, nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ nhìn cái khung cảnh bây giờ nước nó cũng được rút điều tiết để cái phòng mùa mưa. Thì vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đây thì là cái sản lượng bắt thủy hải sản như trước các video trước tôi cũng nói về đấy, thì là cũng sản lượng cũng tương đối, nhưng bây giờ vào mùa mưa thì do cái ví dụ như các võ bè này để thả mồi và để ấy, thì là do nước đục thì cũng ảnh hưởng đến cái sự nói chung là cái cá nó cũng ít khi vào trong cái võ bè. Thế chính vì vậy thì là cũng Chăn Đưa thì muốn làm một clip để cái mùa khô là có cái đặc trưng cá của mùa khô, mùa mưa nó có cá đặc trưng của mùa mưa. Thì cái tên pa pòm là tên địa phương, tên tiếng Thái của ở vùng nơi đây. Thì đấy, thì chúng ta sẽ lát nữa đến cụ thể. Đây, chúng ta sẽ xoay quanh xem cái vùng lòng hồ bây giờ hiện tại nó mùa mưa thì nước nó đục, nó không được trong veo, trong xanh như cái mùa khô. Đó. Và bãi đây là bên này là bãi bên Phinh Diễm nhé, bản Phinh Diễm đấy nhé. Đó. Thì bản Phinh Diễm ở phía đó, phía đằng sau á. Là bãi này là lấy tên bản Phinh Diễm luôn. Vâng, thế là chúng ta sẽ ra thực tế chợ nhé. Vâng. Đây là lượng cá này, cá mùa mưa đây, pa pòm này đúng không? Đây chính pa pòm cái nhỏ nhỏ này đúng không? Đó. Đây quý vị, đây chính là pa pòm này, tên của địa phương đây. Mùa mưa là có dạng cá này. Mùa này có trứng không? Thank you.
cười đang đánh đánh rách luôn. Thôi. Cá giống à hay cá gì đây? Cá suối đây em ơi. Ủa, cá suối ngon cá nhỉ? Ngon đây. Ủa, tươi rồi đúng rồi. Như Việt Thái gọi là pa gì? Pa pom đây. Mấy giờ pa pom pom. Pa pom nè. Cá pom là cá gì đấy? Theo từng bước mà tôi là theo thì lâm. Em nghe mau lấy. Tôi là chủ bán cá ở đây. Pa pom. Thấy chưa? Ba pòm đấy. Em vớt cả bên này nữa xem nào. Đây, còn cá nheo nữa, ba khảo nữa. Ồ, còn cá tươi, cá này này. Cả bên này nữa này. Đây có cả cá ngạnh này. Đây cá ngạnh. Đang lọc ra kìa, đây đang lọc. Đây cá nheo này, to này. Đây có cả cá chê chấu. Đấy, của bà Tuyển đúng không? Cá chê chấu. Ồ, toàn ba pòm này, cá suối cá. Này cá suối đấy nhá. Nhiều người cứ nghĩ bảo là cá bắt về là đánh cái nọ cái kia, nhưng mà bây giờ là cá tươi rau dõi này, sống này, sống sờ sờ này. Nhiều to đây. Đó. Ba nè. Mẹ sớm nhá đi cho hay bên nó cá như thao ấy. Cho thấy hiểu nó xử. Đây đang lọc ra nhá, đây đang đạch nhá. Đang lọc cân chết ra. Không phải là cá chúa nữa, đây là cá suối đấy. Nhìn cá nhiều người cứ nghĩ là cá giống, nhưng mà cá suối nhá. Cá suối ngon đây. Cá suối nó như thế này ấy. Không phải là cá giống đâu. Loại này nó khác thế. Này mà nướng cả bụng nhỉ. Đúng rồi. Ngoài cá ra vẫn có măng này này. Vâng, ngay tại chợ Chăn Nưa đây. Hương Pa So. Đồng hương Pa So đây là xuống Chăn Nưa quê hương cũ là thu thập cá đặc sản ở Chăn Nưa. Đây nhá, chợ Chăn Nưa đây, trung tâm chợ Chăn Nưa đây. Bên dãy kia là bán những các hàng rồi. Vẫn cứ thích nhất là cái
cá này, cá tươi này. Vẫn cứ thích nhất là món cá này. Cá tươi mới ngon. Vâng, đây là suối Nậm Mô. Cầu kia, cái cầu ngập cú ấy, cái cầu ngày xưa ấy, chúng ta có thể nhìn thấy là khi nước rút là chúng ta nhìn thấy là cái cầu nó nổi lên đúng không ạ? Đến khi nước dâng thì nó sẽ ngập mà tràn đến những các ngấn mực nước như chúng ta nhìn thấy trong hình ảnh đó. Vâng.